Chuyện là đang lướt top top á, thì thấy video review của dược sĩ này. Cho em hỏi sao cứ tới mùa hè là em hay bị nổi nhiều mụn bọc ở má, với cằm thì có gì dùng để nhanh xẹp không ạ? Trời ơi, bắt đúng cái vấn đề của tôi luôn. Thực sự á, là mỗi lần mà chuẩn bị tới những cái sự kiện quan trọng hay là cần một gương mặt đẹp để mà đi ra ngoài á, thì y như rằng là tối hôm đó là mặt lên mụn nha. Ngoài những cách chữa cháy á, là dán những cái miếng dán mụn á, thì tôi không còn biết những cách nào khác nữa. Nhưng mà dán vậy để đi ra ngoài á, thì những cái sự kiện quan trọng á, thì nhìn rất là kỳ và không có thẩm mỹ. Mà mụn bọc á, là cái mà tôi khó chịu nhất. Hơn sao á, nhỏ bạn Hưng giới thiệu cho tôi kem mụn Yusun Acne, thì nỗi sợ mụn bọc của tôi được xóa tan luôn với chiết xuất từ hoa cúc tâm tư và lá niêm kháng viêm, nên sẽ giúp cho cái vùng mụn của mình ngừa khuẩn và giảm đau. Mụn bọc á sẽ không còn cơ hội phát triển và xẹp dần. Mà bạn nào á hay bị những cái mụn ẩn nằm sâu dưới da thì yên tâm luôn nha, bởi vì trong em nó còn có thành phần vỏ cây liễu sẽ giúp gom còi và đẩy mụn lên. Sau từ 7 đến 10 ngày tôi thấy thay đổi rõ rệt luôn. Nhờ cái sự chất lượng và uy tín của em nó nên em nó có mặt tại tất cả các nhà thuốc trên toàn quốc. Uy tín như vậy á mà giá em nó chỉ bằng có một cốc trà sữa thôi. Mà nếu như mọi người ngại đi ra tìm thuốc tây thì có thể đặt ngay cái link tôi để đây nha, vừa được free ship mà giá cực kỳ khuyến mãi nữa.